ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài chiết phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Isave chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những cái hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất của người Công giáo Việt Nam, đó là thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy một bà cụ già tay chống gậy, tay cầm chàng chuỗi mân côi đi bộ đến nhà thờ. Có thể nói đây là một cái hình ảnh quen thuộc của một người rất là yêu mến kinh mân côi. Bởi lẽ đây là một lời kinh cũng đơn giản, dễ thuộc và rất quen với người Việt Nam chúng ta. Có lẽ một phần trước đây phụng vụ giáo hội là phụng vụ bằng tiếng Latin, cho nên chàng chuỗi luôn gắn bó với người đọc kinh cầu nguyện, kể cả đi tham dự thánh lễ, để cố gắng lần hạt, cầm lòng cầm trí cho sốt sáng. Đây cũng là một lời kinh sở dĩ quen thuộc với những người lớn tuổi, bởi vì tuổi già nghỉ ngơi, không có cái điều kiện hay phương tiện gì giải trí cả, cho nên rất nhiều người siêng năng đọc kinh lần hạt suốt ngày. Lời kinh mân côi có thể đọc được bất cứ ở đâu, khi người ta đi bộ, đi ngồi trên ô tô, hay trên tàu lửa, trên máy bay, hoặc đang khi làm những công việc nhẹ nhàng mà không cần sự tập trung cao độ, thì người ta vẫn có thể lần chuỗi mân côi được. Rất nhiều người yêu mến kinh mân côi và chuỗi mân côi. Ta thấy họ thường đeo những cỗ chuỗi mân côi ở trên cổ, hoặc đeo ở vòng tay hay ngón tay. Có thể nói khắp nơi, nơi nào có người Công giáo, người ta đều có thể tìm thấy, nhìn thấy những người đang đọc kinh mân côi.
Tại sao Kinh Mân Côi lại được đọc nhiều như vậy? Bởi lẽ Kinh Mân Côi chính là bản tóm gọn của Tin Mừng. Trong Kinh Mân Côi ta thấy có các mùa ngắm, mùa vui, mùa thương, mùa mừng và sự sáng. Tất cả được suy niệm khi lần hạt, để cái người cầu nguyện chiêm ngắm từng giai đoạn mà Thiên Chúa thực hiện cái chương trình cứu độ nhân loại qua Đức Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với Kinh Lạy Cha, một lời kinh đặc biệt mà chính Đức Giêsu đã dạy các môn đệ đọc lên mỗi khi cầu nguyện, để cầu nguyện đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Lời kinh Kính Mừng được lặp đi lặp lại nhiều nhất, diễn đạt cái lời chào của sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Đây cũng là lời kinh diễn tả những phúc lành mà Thiên Chúa ban tặng. Đức Maria đấng đầy ơn phúc, mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con Giêsu chính là đấng nguồn mọi ơn phúc. Lời kinh Kính Mừng cũng tập trung vào chính Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ trần gian. Ngài là trung tâm của Tin Mừng nước Thiên Chúa, là đấng trung gian duy nhất, đấng cứu độ duy nhất. Lời kinh sáng danh là lời ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm tình yêu bao trùm tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Có thể nói chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện được giáo hội khuyến khích đọc nhiều nhất. Giáo hội mời gọi mọi người hãy siêng năng cầu nguyện với Kinh Mân Côi hơn tất cả, bởi vì chính giá trị và lợi ích của Kinh Mân Côi. Đức Maria đã nhiều lần hiện ra với con người, và hầu như lần nào mẹ cũng mời gọi hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Thánh Đa Minh bằng lời kinh Mân Côi mà Đức Mẹ truyền cho đọc và cầu nguyện, Ngài đã chinh phục được bè rối Ambizios. Rồi Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima đã khuyến khích mời gọi đọc kinh Mân Côi để cải hóa con người tội lỗi, trở về cùng với Thiên Chúa. Lời kinh Mân Côi được coi như là một lời kinh vững, nền tảng vững chắc để hậu thuẫn cho chính cái công việc truyền giáo của giáo hội nữa. Và cuối cùng, lời kinh Mân Côi chính là lời kinh đem lại hạnh phúc cho gia đình. Đức Giáo Hoàng Pio X ngày nói rằng, nếu các con muốn cho gia đình êm ấm hạnh phúc, các con hãy lần hạt kinh Mân Côi mỗi tối trong giờ kinh của gia đình. Chúng ta thấy ích lợi của kinh Mân Côi, và có thể nói đó là một lợi khí của việc cầu nguyện. Cho nên mỗi chúng ta đừng quên cầu nguyện kinh Mân Côi cho những ai đang đau khổ vì dịch bệnh COVID-19, và cầu xin cho dịch bệnh sớm qua đi để mọi người chúng ta được sống trong bình an và hạnh phúc.